Chào các bạn, đây là khu vực bến Đoàn, Hồng Gai, thành phố Hạ Long. Bến Đoàn cũ ngày xưa, còn bây giờ là khu chung cư Sapphire, căn hộ cao cấp 5 sao các bạn. Khu này hiện tại đẹp nhất thành phố Hạ Long trong thời điểm này và cũng là giá đắt nhất trong toàn bộ các khu căn hộ cao cấp ở Quảng Ninh. Hiện tại bây giờ là lúc 14 giờ chiều ngày Chủ nhật, mùa hè tháng 5, nắng rất là chói chang các bạn. Nhưng cảnh đây rất đẹp các bạn thấy không? Cây xanh cùng với hoa đỏ rực rỡ luôn. Khu căn hộ cao cấp này quay mặt ra biển, tuyệt vời lắm các bạn. Đây, cái biển phía trước mặt đây, rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ đi dọc con đường này gọi là đường Trần Quốc Nghĩễn, đi xuống đến cung Cá Heo. Cung Cá Heo còn được gọi là cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Toàn bộ cung đường này trên đường bao biển và đường Trần Quốc Nghĩễn. Chúng ta sẽ đi dọc đường Trần Quốc Nghĩễn để xem các bạn nhé. Nào mời các bạn. Chỗ này vẫn đang là khu căn hộ cao cấp Sapphire. Phía trong là những cái căn hộ cao cấp rất là đẹp, phía ngoài trước mặt là mép biển và vịnh Hạ Long. Khu đô thị này là những niềm mơ ước của rất nhiều người. Và toàn những căn hộ đắt tiền. Đường bao biển này sau này khi toàn tuyến từ Hạ Long sang Cẩm Phả thông thì con đường này sẽ thông sang tận Cao Sơn, thành phố Cẩm Phả. Trước mắt thì tuyến đường Trần Quốc Nghĩễn này đã được cắt băng khánh thành giai đoạn 1 vào ngày 24 tháng 5 năm 2020 vừa rồi. Các bạn nhìn thấy đấy, đường rất rộng. Mỗi chiều 3 làn xe, thứ 2 chiều là 6 làn xe. Ta đi đến chân núi Bài Thơ này, chỗ này là cầu Bài Thơ 2. Bên tay trái ta là núi Bài Thơ, và bên tay phải ta là tỉnh Hạ Long. Ta đang trên cầu các bạn. Vào lúc hoàng hôn hay là buổi sáng ta đứng ở trên cầu là nhìn lên Hạ Long tuyệt vời đẹp lắm các bạn. Này vẫn đang là chân núi Bài Thơ. Bên tay trái đường ra đây có cái ngôi đền này. Đền này là đền ngay đền chỗ mấy câu thơ mà vua Lý Nhân Tông ngày xưa đã viết lên vách đá những bài thơ. Có ngôi đền này và núi này được gọi là núi Bài Thơ là vì thế. Ta đi hết cầu Bài Thơ 2 rồi. Ở đây, đây là cầu Bài Thơ 1. Cái đoạn với Bài Thơ này có hai cầu, là cầu Bài Thơ 1 và cầu Bài Thơ 2. Đây là ta đi cầu Bài Thơ 2 qua rồi sang cầu Bài Thơ 1. Trước kia khi chưa có đường bao này thì khu vực này toàn là biển đấy các bạn. Thế
nhưng mà ta là tòa nhà trung tâm thương mại Vincom Plaza, và ngay liền kế đó bên tay trái cái tòa nhà đó là chợ Hà Long 1, ở bên tay phải mắt biển đấy là chợ cá Hà Long. Khu vực này thuộc phường Bạch Đằng, thành phố Hà Long. Vào thời điểm như buổi sáng hoặc là chiều tối thì khu vực này rất là đông người, vì nó vừa gần chợ lại vừa gần trung tâm thương mại. Khu vực này bên tay trái ta cũng có những cổng chào đây này, công viên hoa Hà Long. Công viên hoa Hà Long nằm trên đường Lê Thánh Tông, giáp với bưu điện tỉnh Quảng Ninh, kéo dài xuống sát mép biển này. Phải nói là con đường bao Trần Quốc Nghĩa này đi qua tất cả các trung tâm và những đô thị lớn của thành phố Hà Long, hầu hết là toàn bám dọc theo đường bao biển Hà Long này. Vì vậy đường bao biển này chính là nơi đi thư giãn, hóng mát, ngắm cảnh biển, rồi là tập thể dục dưỡng sinh, rồi chụp ảnh đám cưới, chụp ảnh phong cảnh. Đi tản bộ trên đường bao này ngắm vịnh Hạ Long là tuyệt nhất các bạn, bởi vì tất cả những hình ảnh của vịnh Hạ Long đều nằm dọc theo cái đường bao biển này, đi trên bộ ngắm rất là rõ, không mất phí hay gì, cần đi tản bộ trên đường là thấy được tất cả những hình ảnh đẹp của kỳ quan thiên nhiên, không đâu có được như ở đường bao vịnh Hạ Long này. Chính vì vậy đường bao biển vịnh Hạ Long này đang trở nên rất nổi tiếng, được nhiều du khách yêu thích. Trước mặt ta đây là khu thị Môn Bay. Khu đô thị này thuộc phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long. Những căn hộ ở đây thuộc mẫu nhà ở thương mại, tức là shop house các bạn. Đây là khu căn hộ cao cấp, giá cũng rất là mắc. Đô thị Môn Bay này cũng nằm dọc theo đường bao biển Hạ Long. Bên tay phải ta cái tòa nhà đen đen này. Trước mặt ta đây tới này, thư viện tỉnh Quảng Ninh, và tiếp theo là bảo tàng tỉnh Quảng Ninh. Giáp với bảo tàng tỉnh Quảng Ninh này là quảng trường 30 tháng 10. Bên tay phải đường đấy các bạn. Đấy. Bên tay trái là khu đô thị Bán Bay. Bên tay phải là quảng trường 30 tháng 10. Hết mọi hoạt động văn hóa xã hội, trung tâm hội nghị, hội chợ, triển lãm hay thể dục thể thao đều tập trung ở khu vực này. Kế tiếp với quảng trường 30 tháng 10 là cung cá heo các bạn ơi, trước mặt này. Đây là cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm của tỉnh Quảng Ninh. Đấy, cái tòa nhà trước mặt, tạo hình con cá heo bên tay phải rồi các bạn. Đấy, là cung cá heo. Và hôm nay ở cung cá heo cũng tập trung rất đông người vì có tổ chức triển lãm hội chợ ở đây. Bên phải các bạn thấy xe rồi người tập trung rất đông, xe ô tô rất nhiều và đặc biệt là xe máy vô cùng nhiều hơn. Bây giờ đang hơn 14 giờ mà rất là đông người, bởi vì hôm nay có hội chợ và ngày chủ nhật nên đông người trong này lắm. Đây các bạn có thể nhìn thấy đấy, rất là nhiều người, xe máy rồi. Khu vực này vẫn thuộc phường Hồng Hải. Đây đối cửa vào cung cá heo.
rất nhiều xe tập trung phía trước mặt. Đường rất là rộng, phong cảnh đẹp. Phía trong là khu dân cư, phía trước mặt là biển. Giao thông đi lại thuận tiện và an toàn. Nói chung là đường bao biển Hạ Long rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Thưa quý vị các bạn, tôi chia sẻ với quý vị các bạn toàn bộ cung đường đi từ Bến Đoan, Hồ Gai, thành phố Hạ Long, dọc theo đường Trần Quốc Nghĩễn đến cung Cá Heo, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long. Đây chính là con đường bao biển đẹp nhất ở thành phố Hạ Long, đang rất nổi tiếng và được nhiều khách du lịch trong nước và ngoài nước yêu thích. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của tôi. Quý vị các bạn ủng hộ tôi bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được thông báo mới nhất video của tôi các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.